Hello anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với video tiếp theo của mình. Tiếp tục là những video soi kèo trước trận đấu. Và video này thì mình sẽ nhận định trận đấu diễn ra giữa câu lạc bộ AS Roma và câu lạc bộ Cremonese diễn ra lúc 23:30 ngày tối ngày hôm nay ngày 22/8/2022 theo giờ Việt Nam. Trận đấu trong khuôn khổ vòng loại số 2 Serie A đấu trường giải vô địch bóng đá Pháp. Kèo chính của chúng ta trong trận đấu này AS Roma được đánh giá kèo trên với tỷ lệ chấp lên tới 1,75, kèo tài xỉu đó là 3 trái tròn. Kèo sẽ nâng lên xuống tùy tình hình biến động của trận đấu. Và trước khi được vào nhận định thì anh em ủng hộ mình một like, một subscribe, bấm nút đăng ký theo dõi kênh để đón chờ những cái video nhận định kế tiếp của mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. AS Roma sẽ đón tiếp Cremonese trên sân vận động Olympiacos, sân nhà của câu lạc bộ AS Roma. Trận đấu diễn ra vào khung giờ cũng khá là đẹp và chúng ta có thể xem trận đấu này xong và chúng ta sẽ quay trở lại xem với đại chiến hai con quỷ đỏ. Một khung giờ có thể nói là khá đẹp. Và bước tới trận đấu này, AS Roma đang giữ một phong độ khá tốt. Chỉ trên tổng số 6 trận đấu, họ có tới 4 trận chiến thắng, 1 hòa và 1 thua. Trận đấu gần đây nhất đó chính là cuộc đối đầu với Salernitana trong trận debut đấu trường Serie A và có chiến thắng 1-0 do pha lập công của trung vệ gọi là đây, do pha lập công của trung vệ vừa xem quên mé tên Tenta gì ạ. Đây mình mở cho anh em coi nha. Chris Tenta, chính xác, phút 33. Và một thành tích khá tốt, tuy rằng một cái chiến thắng không có quá nhiều bàn thắng nhưng mà đã có 3 điểm đầu tiên rồi. Còn về phía đội tuyển Cremonese cũng đang có một thành tích tốt, 6 trận đấu liên tiếp thì họ có 4 thắng và 2 thua. Nhưng mà khá đáng tiếc là trận đấu đầu tiên trong khuôn khổ Serie A thì họ để thua Fiorentina với tỷ số 3-2 và mất đi 3 điểm cho Fiorentina. Với cái thành tích cũng khá là ấn tượng, nhưng là trận đấu đầu tiên có trận debut tốt thì AS Roma dự kiến trong trận đấu này sẽ có một trận chiến thắng thôi. Cremonese thì họ chơi từ trước đến giờ ở đấu trường Serie A B và chỉ có mùa giải 2020-2021 2021-2022 họ chơi tốt cho nên là họ đã được lên đấu trường Serie A để đá. Đây, mùa giải Serie A B thì chắc là họ đứng ở vị trí đầu nhất nhì bảng. Coi nha. Đứng vị trí thứ hai sau 38 lượt trận có 69 điểm và thành tích tốt như thế này thì họ đã lên cùng với thằng Lex để lên thi đấu ở đấu trường Serie A sau gần như là một thập kỷ họ thi đấu ở đấu trường Serie A B. Đấy, cho nên là việc mà nhà đương kim vô địch của đấu trường Serie A đối đầu với lại một gọi là một đồng chí thằng em hơn một chục năm thi đấu ở mùa giải dưới đi lên thì việc mà chấp kèo 1,75 cũng là một cái kèo khá là ổn. Anh em có thể tin được AS Roma trong trận đấu này được. Với cái kèo tài xỉu chỉ có 3 trái thôi cũng có thể là một cái sự một cái được. Chúng ta nói chung là kèo tài xỉu chúng ta có vẻ như là theo được. Bởi vì một nhà đương kim vô địch của đấu trường Ý đối đầu với một đồng chí nhỏ con thi đấu ở giải Serie B đi lên này. Nói chung là AS Roma thì họ là khá là mạnh rồi, họ cứng. Thầy trò huấn luyện viên Jose Mourinho thời gian gần đây thi đấu khá là tốt. Dự kiến đội ra quân của AS Roma và Cremonese ở trong cái trận đấu này. Đây, Paul Diaba, cái đồng chí đây, Cristante, họ sẽ ghi bàn đây. Abraham, cái tên này rất là giống Ả Rập nha. Dự kiến trận đấu này thì anh em có thể tin được AS Roma trong trận đấu này được ha. Dự kiến kết quả trong trận đấu này sẽ là 3-0 nghiêng về AS Roma. Còn anh em ý kiến như thế nào để lại bình luận sau video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video kế tiếp.